Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ cho admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Chú chim cánh cụt vượt 8.000 km mỗi năm để thăm ân nhân cứu mạng lúc nhỏ. Mỗi năm, chú chim cánh cụt này đều vượt 8.000 km đường biển để trở về thăm ân nhân của nó. Một ông lão đánh cá đã cứu sống chú ta giữa cảnh thoi thóp, hấp hối bên bờ biển. Câu chuyện cảm động của ông lão và chú chim khiến các nhà khoa học không thể lý giải. Đoạn video ấn tượng dưới đây cho thấy tình cảm gắn bó cảm động giữa một chú chim cánh cụt và một người đàn ông Brazil đã giải cứu chú chim này khỏi hoàn cảnh đầy khổ sở. Là một ngư dân sinh sống ở một ngôi làng ngoài đảo thuộc vùng biển gần thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Ông cụ Soya, 71 tuổi, từng tìm thấy chú chim cánh cụt nhỏ nằm thoi thóp trên một kè đá hồi năm 2011. Chú chim cánh cụt còn non, khi đó đang hấp hối vì đói khát và lông thì dính đầy váng dầu loang. Ông Giao đã đưa chú chim về nhà và chăm sóc tận tình cho chú khỏe mạnh trở lại. Ông đặt tên cho chú chim cánh cụt Magellan sinh sống ở vùng Nam Mỹ này là Din Din. Khi Din Din khỏe trở lại, ông Giao đã thả chú chim cánh cụt trở về biển và không bao giờ nghĩ rằng sẽ có thể gặp lại người bạn nhỏ này một lần nữa. Nhưng ông Giao đã rất kinh ngạc khi vài tháng sau, chú chim cánh cụt quay trở lại hòn đảo, đúng nơi ông từng tìm thấy nó. Ông Giao ngay lập tức nhận ra Din Din và Din Din cũng nhận ra ông. Chú chim liền theo chân ông về nhà. Nhờ một lần được ông cứu sống, chú chim cánh cụt Din Din đã thay đổi nhịp sống thông thường của nó để sống 8 tháng mỗi năm bên ông Giao và 4 tháng còn lại trở ra biển sống cùng với đồng loại của nó. Giờ đây, ông Giao và chú chim cánh cụt Din Din đã trở thành một đôi bạn thân thiết gắn bó kỳ lạ. Biết được tình cảm gắn bó đặc biệt kỳ lạ giữa ông Giao và chú chim cánh cụt, nhiều đài truyền hình đã tìm đến để thực hiện phóng sự. Câu chuyện về ông Giao và chú chim cánh cụt Din Din cũng được chia sẻ trên nhiều mặt báo. Ông Giao cho biết không ai được phép chạm vào Din Din, hễ ai đưa tay định chạm vào nó liền dùng mỏ mổ vào tay họ ngay. Nhưng với tôi thì khác, Din Din ngồi trong lòng tôi để cho tôi tắm cho nó ăn và bế nó đi chơi. Din Din không phải hoàn toàn thân thiện với tất cả con người, chỉ có ông Giao là có thể lại gần chú ta mà không bị đề phòng tấn công. Một số nhà sinh vật học đã tìm tới để hỏi chuyện ông Giao và họ đều đi tới một kết luận là chưa bao giờ từng chứng kiến một chuyện nào như thế này. Và rằng chú chim cánh cụt hẳn đã tin ông Giao là một thành viên trong gia đình của nó. Bởi mỗi khi nhìn thấy ông, Din Din đều quẩy mình thân thiện và kêu lên đầy thích thú. Ông Giao đã không kỳ vọng chú chim đang hấp hối mà ông tìm thấy sẽ có thể sống khỏe mạnh trở lại, nhưng ông vẫn đem nó về nhà chăm sóc trong suốt vài tháng. Kỳ lạ là chú chim đã khỏe lại bình thường, khi đó ông đem trả nó ra ngoài biển. Người dân bắt được con ba ba màu vàng ống hiếm gặp tại vùng lũ Nam Mèo. Sau khi mua được con ba ba với màu sắc vàng ống từ một người dân, anh Hải ở Thanh Hóa đã mang về nhà nuôi dưỡng. Tại đây, nhiều người dân hiếu kỳ đã tập trung đến xem chiêm ngưỡng con vật với màu sắc kỳ lạ hiếm gặp này. Ngày 2 tháng 4, trao đổi với chúng tôi, anh Phạm Văn Hải, 31 tuổi, trú tại khu phố 6, thị trấn Sơn Lư, trước đây là thị trấn Quang Sơn, huyện Quang Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Anh vừa mua được một con ba ba đột biến với màu sắc rất kỳ lạ hiếm gặp từ một người dân trên địa bàn. Theo anh Hải, cách đây khoảng 5 ngày, anh nhận được thông tin một người dân ở xã Sơn Điện, huyện Quang Sơn khi đi qua con suối thuộc bản Hiền, xã Nam Mèo thì bắt được một con ba ba kỳ lạ. Toàn thân màu vàng ống và bên dưới phần đầu có nhiều chấm trắng hình da báo. Ngay sau đó, anh đã tìm đến chủ nhân của con ba ba và phải năn nỉ thuyết phục mãi, người này mới đồng ý bán con vật trên. Con vật này có chiều dài khoảng 10cm, rộng 6cm và nặng khoảng 100g. Sau khi mua về, tôi mang nó thả vào trong một bể cá cảnh, trang bị sục oxy. Hiện tại, con ba ba rất khỏe, tung tăng bơi lội trong bể và ăn những thức ăn tanh như là ốc và cá, anh Hải nói. Cũng theo anh Hải kể từ khi mua con vật này về, anh chụp ảnh đưa lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của rất nhiều người. Sau đó, có rất đông người dân hiếu kỳ đã tìm đến nhà xem chiêm ngưỡng và hỏi mua lại con vật này.
Theo các cụ cao niên, ai sở hữu được con vật hiếm gặp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vậy nên, hiện tôi chưa nghĩ đến việc bán con ba ba này, anh Hải nói.